function đó, nó giúp cho mình trẻ bài toán mình thành từng phần. Thí dụ như bây giờ nè, cú pháp một function như thế nè, function đó ha, cú pháp nó như thế này nè, à kiểu trị xuất, kiểu trị xuất, à rồi sau đó kiểu trở về, rồi tên hàm mở ngoặc đổi số đóng ngoặc lại, dưới này là phần thân của nó đó. Thì bây giờ nhìn cái function này coi, thật ra cái thằng main của mình chính là cái function đó, thằng main của mình chính là function đó. À kiểu trị xuất là public, public là cái gì từ từ tính sau, giờ cứ bắt trước đi. Rồi static cái gì từ từ tính sau, kiểu trả về là void, à cái gì là cái gì từ từ tính sau, tên hàm là hàm main, đối số đây mày đối số đây, ok không đó. Rồi vậy cái function dùng làm gì, để ý dùm là cái function là cái cấp của nó là ngang ngửa với lại, ngang ngửa với lại cái cấp của cái main này nha, chứ không phải mình viết cái function nằm trong cái function đâu nha, mà function nó ngang ngửa với function. Đâm ra mấy bữa nay mình viết toàn là trong main không, nhưng mà bây giờ mình phải viết lại riêng ra thành một cái function khác á. Ví dụ tôi viết cái function khác nha, public static void, à xử lý gì đó viết đại đi. Rồi à public static void, cái hàm mình tên là xử lý, còn chỗ này chưa có cái gì hết, đối số chưa có, từ từ tính sao. Rồi đây là một function á, đây là một function. Rồi bây giờ trong đây thí dụ mình chơi một câu hello, rồi ok không, rồi mình chạy thử nha, kịch mình thấy nó không có gì hết trơn á, không có gì hết trơn á. À là tại sao vậy, khi chương trình mình nó chạy là nó bay vô cái function main, nó chạy trước chương trình mình có nhiều function. Function dùng làm chức năng gì? Function dùng để chẻ bài toán thành nhiều phần cho nó dễ. À sau này mình có thể chẻ một cái function cho một người khác viết, mình chẻ function cho người khác viết nữa, xong rồi mình lấy mình ráp vô, ví dụ vậy. À đó thì cái function nó giúp cho mình chẻ bài toán ra. À thì khi mà nó chạy chương trình là nó vô cái main nó chạy trước. À đâm ra cái hàm này nè, cái function này nó không có nhúc nhích gì hết trơn. À muốn mà chạy được function thì mình phải trong thằng main mình gọi nó. À xuất phát điểm là cái function main, từ main muốn gọi nó, ví dụ đây mình muốn gọi thằng main, muốn gọi kia mình gọi nè, xử lý à cái nó chạy hello, thấy không. À rồi bây giờ hiểu cái function, nó giống như bây giờ mình nói thí dụ như mình giải một bài toán, giải phương trình bậc 2 mình có if a bằng 0 thì bắt đầu sao, chỗ này thành bậc nhất rồi đúng không, ôi trời ơi viết tràn gian đại hải chỗ này hết rất là đuối. Rồi cái ngược lại cái mình lại là phần bậc 2, tính delta từ lưa và thòn chỗ này nè đúng không, thì nó làm cho cái phần men của mình nó nặng nề quá chịu không nổi. Đâu lúc đó mình chẻ ra, ví dụ mình chẻ ra một cái function bậc nhất chẳng hạn vậy, rồi cái chuyên môn xử lý phần bậc nhất, rồi cái mình có thể chẻ ra một cái function tên là bậc 2, chuyên môn xử lý phần bậc 2. Cái mình viết sao trong cái men, mình viết sao nếu a bằng 0, bắt đầu mình ở đây nè, mình gọi nè, gọi xuống dưới, gọi bậc nhất đó, xuống dưới bậc nhất cái chạy. À tức là nó đang chạy men nha, đang chạy men, nó gặp function cái nó bay xuống dưới này nó chạy. À ngược lại cái này mình gọi bậc 2 như vậy. À mình chẻ bài toán thành ra thành nhiều phần á. À chẻ bài toán thành nhiều phần riêng ra để viết cho nó dễ, đúng không? Giống như một công việc lớn, bây giờ mình chẻ ra là nhiều phần. À rồi ok không, rồi coi assignment kêu làm sao, assignment kêu là sao, đầu tiên là assignment 1 là kêu mình nhập vô, ủa cái assignment này đúng là tôi đâu có quay ta. Rồi assignment cái gì vậy, sao tự nhiên đứng đâu rồi, cái gì, ôi giời tự nhiên lỗi rồi. Rồi, assignment nó kêu mình in ra cái menu ha, xem chấm màu, chấm rin. Rồi, in ra. Xin nào cho đẹp. Đúng không? In ra cái menu á. Một. Thêm sinh viên cái hạng vậy, ví dụ ý tưởng nó vậy. Đó, được chưa? Làm một cái menu. Số 2.
xóa sinh viên cái hạng vậy. Số 3 sửa. Số 4 thoát cái hạng vậy, ví dụ đi thoát. Assignment đó nha, assignment đó. Rồi cuối cùng rồi, nhưng mà chạy nó lên cái bảng đó ha, nó đây là kích. Trời sao nó méo méo mà cả tiếng nè. Rồi mới lần cho mình chọn chức năng đúng không? Số 1 cái nó làm gì, số 2 cái nó làm gì, số 3 nó làm gì, số 4 nó làm gì. Rồi bây giờ nha, bây giờ rồi muốn mà cho nó chọn chức năng thì mình cho nó nhập vô cái số để chọn chức năng. Ví dụ như là mình scanner rồi vô những thư viện. À, những người diễn đây này nhá không? À, rồi. Sao? Ở dưới đây nè, em bỏ mình đây. S.netin. Rồi, mình net in đó. Rồi, sau đó là sao? Mình phải switch key, ví dụ như switch. Switch if. À, rồi bắt đầu mình key, nhớ key không? Key. Một thì làm gì nữa, cái lệnh red. À rồi ví dụ chỗ này mình xuất ra bạn chọn thêm sinh viên, ok không, nhớ cây không? Hai ba bốn k hai thì bạn sửa. Ủa? Xóa. Sửa. Khóa. Rồi. Hiểu chưa? Rồi, giờ thử rồi nha. Kích. Nó nói là thêm sinh viên mình chọn 1 nè. Kích. Cái này bạn chọn thêm sinh viên. Ok không? Rồi cái mình chạy lại chọn 2, bạn chọn xóa sinh viên, ok không? Rồi được rồi đó. Nhưng mà cái này á là nó dở chỗ là sao, là mỗi lần mình làm xong mình phải chạy lại nè, làm xong mình chạy lại một bạn rồi đúng rồi ha. Giờ mình muốn viết nữa thì mình phải chạy lại nữa. Đâm ra chỗ này tôi cho một cái dòng lặp vĩnh viễn ha, để khi nào mà nó bằng gì, nó bằng 4 là nó văng ra ngoài. Ok không? Rồi chỗ này tôi chơi một cái dòng lặp vĩnh viễn nha. Do while. Rồi. X bằng 4 văng ra ngoài. Rồi, tất cả cái đám này là con của dòng lặp đúng không? Giật nó vô một chút xíu, quét nó hết, nhấn tab cho nó vô. Bật. Ngoài ra mình thấy quý vị viết, quý vị nhiều khi quý vị viết một hồi cái quý vị nhìn vô quý vị không biết cái đóng mặt này của thằng nào. Không, có trường hợp đâu. À, đâm ra thật ra ở đây ha, quý vị có thể viết vậy nè, mình chỉ với quý vị một cách viết, ví dụ như quý vị có thể viết vậy nè. Xuyệt xuyệt, quý vị để là gì? N của con nào, ví dụ N của con lát. Để N lát, mình biết nó là con nào. Rồi thằng này của gì? N nè. Đó, thằng này N của con gì? N của thằng sweet. Đó, đây là cũng là một cách viết để mình nhìn cho mình biết nó là đóng vùng nào á. Rồi chỗ này init bằng 4 không được, là tại vì mình khai báo trong đây nè, nó chưa có biết, đâm ra mình phải đưa init lên trên đây. Rồi vô đây mình mới viết. Rồi được chưa? Mỗi lần nó chạy nó ra chức năng xong rồi cái nó lặp lại. Rồi thử coi, bạn chọn thêm chức năng. Rồi 1 bạn chọn thêm sinh viên. Rồi ủa nó quay lên nè, thiếu cái gì vậy? Default hả?
đồ .net in. Sao nó không quay lại vậy? Sao? Hiểu gì? Sao nó chạy tia nó... Một. Bạn chọn thêm sinh viên. Thì đúng là bạn chọn thêm sinh viên rồi đó. Mà sao nó không quay lại vậy? Không đúng, sao nó không quay lại? And switch. And switch rồi nè, nó quay nè, trong khi ít còn. Trong khi ít còn trong khi ít còn khác 4 chứ tầm 7. Đúng không? Còn khác 4 thì còn chạy. Rồi viết lại, chạy lại. 1. Bạn chọn thêm sinh viên. Rồi sau đó in ra cái menu lại. Ha ha, chỗ này mình quên xuống hàng. Rồi, cái nó cho mình chọn tiếp nè. 2. Bạn chọn xóa sinh viên. Đúng không? 3. Rồi, bạn chọn sửa sinh viên. Rồi, 4. Thái chương trình. Hiểu chưa? Ồ. Rồi. Chỗ này thêm cái xuống hàng cho nó đẹp. Rồi, được chưa? Thì cái chỗ này nè, cái chỗ này là từng chức năng á, từng cái chức năng. Chức năng thêm sinh viên xử lý cái gì đó. Chức năng xóa sinh viên xử lý gì đó. Chức năng sửa sinh viên xử lý gì đó. Ok không? Đâm ra nó là một cái chức năng, đâm ra mình tách nó thành những cái function. Cái chức năng đó, đến assignment 2 mình sẽ viết. Còn bây giờ mình sẽ viết sẵn assignment 1 và nó không có cần, nó chỉ cần là cái menu cho mình chọn chức năng thôi. Đâm ra là bây giờ là đây nè, chỗ này nè, để ý bây giờ mình sẽ viết một cái function mới. Mà nãy nhớ không? Function là ngang ngửa với main. Đúng không? Đâm ra mình viết chỗ nào? Có phải mình dưới cái main này không? Dưới đây nè. Mình viết dưới này là end dưới cái lát à. Đây là một cái main, là kết main là bây giờ mình viết dưới đây nè, là một cái hàm nữa. Rồi. Public. Void. Public started. Void. Thêm. Sinh viên. Rồi, mình viết cái chức năng thêm sinh viên ở chỗ. Ok chưa? Rồi, mình có thêm sinh viên rồi, mình sẽ có chức năng nữa là đúng chưa? Thêm sinh viên. Rồi, chỗ này sẽ là xóa sinh viên. Bạn chọn xóa sinh viên. Rồi chỗ này là sửa. Rồi. Sửa đúng không? Đó, muốn thì ghi chú thêm cho nó dễ thấy. And thêm. And xóa. And sửa. Hoặc là thí dụ thường thường một cái function á, mình bản thân mình hay viết vậy nè. Cho nó ngắt ra để mình thấy riêng hình cái. Ví dụ vậy đó. Tùy quý vị thôi, mình ngắt ra từng cái, một cái. Tùy theo quý vị, cách làm sao mà quý vị ngắt ra để quý vị thấy từng cái function nó rời rạc ra. Rồi, ở trên đây mình sẽ gọi nó ha. Gọi nó. Chỗ này mình gọi thêm sinh viên. Rồi, chỗ này mình gọi là xóa sinh viên. Rồi, chỗ này mình gọi sửa sinh viên. Ok không? Thêm xóa sửa là mấy cái chức năng bên dưới, viết function riêng ra. À, thậm chí là có thể tách cái phần này ra cho một người khác viết. Đúng không? Viết xong rồi đem cho mình ráp được các bạn. Nói vậy đó. Rồi, chạy logo nó bình thường giống nãy. Bạn chọn thêm sinh viên. Rồi, số 2. Bạn chọn xóa sinh viên. Rồi. Chọn số 3. Cái nó thoát. Ba thoát chưa? Chưa hả? Số 4 thoát. Rồi thoát chương trình. Hiểu chưa? Rồi xong assignment 1 rồi đó. Ok. Dạ. Assignment 1 ơi. 2, 3 kinh dị lắm. Không, bài 4 đó. Đừng có viết. Bài 4 mình có cảnh báo cho quý vị rồi đúng không? Đó là tôi để cho quý vị chạy ra chốc 7 hồi để cho quý vị ấy nó rồi bắt đầu tôi mới làm thôi.
Không, cái này mình làm xôn chung, làm chung hai lớp mình xài chung. Bài 4 trong